Đấy, có thằng bạn này. Đấy. Hôm nay giới thiệu mọi người là dẫn thằng em cùng là công ty. Đấy, hai anh em đi vào Pachinko chơi. Đấy. Lâu lắm, tuần làm đêm nên là không có thời gian vào chơi, hôm nay đi chơi một chuyến. Ăn đâu? Đầu một xe nhìn chỉ số này, giờ em ăn nhiều đấy. Giờ nó hút đấy, khả năng nó hút đấy. Mày là vẫn ngả đấy. Vẫn ngả nhưng mà giờ nó hút 158 này, mày bỏ để anh chơi. Hả? Mày là bỏ để anh chơi. Cái thằng kia nói là em mà bỏ anh chơi. Mày bỏ ra chơi. Thế là hôm nay có thằng đỡ. Đỡ thằng đỡ đi chung. Học việc à? Ờ, học việc không biết rồi. Đây đánh một xe mà ăn được là 2 năm rưỡi rồi. Đấy. Nhờ tính dày đấy. Tần số 158 này. Ăn một bát sai luôn rồi. Cho năm xem vào đây. Ngồi xuống, mày ngồi xuống đây. Không xem vào ra đây này. Bây giờ đó, xem vào ra 1 sen trước, còn 4 sen lại này. Rồi. Bây giờ bốc xem ra vào đây. Để tôi hút đất đây. Đấy. Kéo rồi. Nhìn ra cái như này. Đè đây, thấy cái này, ấm một cái này. Một cái này. Xong gạt tay anh đây. Mày khởi động. Xong bây giờ ấn từ trái sang phải, ấn mạnh nha. Đấy, xong lại. Ấn. Đúng rồi, đấy rồi, nó chả xẹo đấy. Nhớ đó, bác quả nho này nó sẽ giảm 8 điểm. Khi nào mà hít một câu rồi chửi hay, đúng không? Đấy, hôm nay đào tạo thằng đệ là chơi Pachinko ấy. Ấn đều tay vào. 3 con trâu thì không mất tiền. Đứng rõ ràng vào. Đấy. Ấn xong nhá. Ấn xong thì nó ấn này. Rút tay lại một tí ở đây này. Rút một tí không có nhả ra, hiểu không? Đừng ấn một thế. Như này. Rút tay lại một tí, nó nhả ra. Đấy xong có thế thôi. Ui đổ vãi lịa luôn. Rồi. Đổ có thế thôi. Rồi, nhưng bây giờ ấn cho mày nhá, như này. 37 này. 1 2. Có tiền không? Mày có tiền không? Thôi đi về đây, đổ thôi. Đấy, chúng ta cắt làm. Đấy, làm khoảng mới có 1 sen là ăn được 5 sen rồi, đi về đây. Bây giờ ấn cho 5 tiền ạ, ấn cho 5 tiền đi. Ấn đi. Đấy, đổ 1 sen nhá. hết kìa. Ăn thế để lấy cái quần ra. Chơi tham là mất tiền đấy. Chơi tầm ba chục xu là chơi 3 chục xu đấy. Chơi 3 chục xu nữa ấy. Tầm đó thôi, không chơi nhiều. Mày cứ bốc xe nó xoay tiết cho mày 3 xu nữa, cứ lốt 3 xu. 5 xu chứ. Thế đủ thế nào chứ. Không, bây giờ bỏ là còn được lãi được 4 sen, nhưng bây giờ mày chơi tiếp là hút lại là mất đấy. Chọn máy cho mày ăn, cho mày dễ ăn, lấy tiền đấy. Mình tính thôi cho mày. Gấu đẹp này, cái là 37 thôi. Nó suy đến lầm thôi. Nó đỏ đỏ. kia rồi.